cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thận thờ, nghẹn lòng mắt dâng tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Các bác thân mến, tiếp tục với video clip lần này em sẽ giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc đến từ ba thương hiệu audio rất là nổi tiếng đến từ Anh và từ Nhật. Và cụ thể đó là những mẫu sản phẩm nào, về tình trạng cũng như là giá cả của nó ra sao. Thì ngay sau đây em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể cho từng mẫu sản phẩm. Và trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa đến từ thương hiệu Tannoy trước. Các bác nhìn thấy đây chính là cặp loa Tannoy D500. Đây là mẫu loa rất là tuyệt vời để các bác có thể lựa chọn cặp loa như thế này để chúng ta sử dụng với mục đích nghe nhạc trong gia đình. Hơn nữa thì các bác thấy về cách thiết kế của dòng này giúp chúng ta có thể dễ dàng bố trí bài biện trong phòng khách, trong không gian phòng của các bác rất là sang trọng. Nói về cách thiết kế cấu trúc driver thì các bác nhìn thấy ở phía dưới này nó sử dụng một cái loa bát có đường kính là 20cm. Và các bác lưu ý nhé, đối với dòng model này nó sử dụng gân cao su. Đấy. Ở phía trên thì các bác thấy nó cũng sử dụng một cái loa chung có đường kính lên tới là 20cm và các bác thấy gân của nó cũng đều sử dụng gân cao su. Và trong lòng này các bác thấy nó được thiết kế một loa chép nằm phía bên trong này. Chất âm của Tannoy thì các bác biết rồi, nghe em thành rất là tơi, sáng, nghe em thành rất là chi tiết và rõ ràng. Nói về cách đóng thùng thì các bác nhìn thấy nó được bố trí vát chéo hai bên như thế này. Và các bác thấy ở mặt trước nó được bố trí to hơn và phía sau được bố trí nhỏ hơn. Cặp loa này thì nó có chiều cao là 93,4cm và chiều ngang là 31,4cm và chiều sâu của nó là 34,4cm. Đấy. Và mỗi một chiếc loa này có trọng lượng lên tới vào khoảng 28kg trên một chiếc. Ở phía sau thì các bác thấy nó được bố trí hai cái lỗ thông hơi, một lỗ thông hơi ở phía trên và một lỗ thông hơi ở phía dưới. Và ở giữa phần hai lỗ thông hơi này các bác thấy nó được thiết kế cầu loa. Đấy. Các bác lưu ý nhé, cặp loa này thì nó có rất nhiều cái ưu điểm đấy. Các bác nhìn thấy tem cờ này, rồi là chân đế này. Và đây là cặp loa có số CD trùng nhau, tức là trùng đôi trùng cặp. Bác nào yêu thích những cặp loa có số CD trùng nhau thì các bác có thể lựa chọn những cặp loa như thế này, vừa chơi vừa bày vừa sưu tầm rất là tuyệt vời. Đấy, các bác thấy những cặp loa như này có rất nhiều cái ưu điểm. Và cặp loa này thì nó có trở kháng là 6 ohm và có độ nhạy là 91 dB và có công suất max lên tới là 265W trên một loa. Đối với dòng này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng âm ly khác nhau, những dòng âm ly đèn, những dòng âm ly bán dẫn, những dòng âm ly của Luckman, Akufei, Mark Intok hay là những dòng âm ly của Denon, Marzahn đánh rất là ok. Và cặp loa có nhiều ưu điểm như thế này, tình trạng của nó thì các bác cũng đã được quan sát cụ thể rồi. Cặp loa này thì có mức giá là 50, ở trong phân khúc tầm tiền 50 thì đây là dòng model rất là tuyệt vời để các bác có thể lựa chọn để chúng ta sử dụng nghe nhạc trong gia đình. Ở video clip lần này thì các bác nhìn thấy em sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Luckman của Nhật Bản, đó là dòng model L505UX. Về cách thiết kế của dòng âm ly này thì các bác nhìn thấy rất là đẹp, nhìn thôi các bác cũng chắc chắn các bác kết rồi, rất đẹp. Ở chính giữa nó sử dụng hai cái đồng hồ VU hiển thị cho về trái và về phải. Hai bên thì các bác thấy nó được thiết kế hai cái núm rất là to. Đây là input selector, chọn các đường kết nối tín hiệu đi vào. Bên này là volume chỉnh âm lượng to nhỏ. Ở phía dưới thì các bác thấy toàn bộ là các chế độ chỉnh speaker, bass chép, ba lăng, rồi là Z out selector này. Đấy, rồi là MCMM. Đấy. Và chiếc âm ly này nó sử dụng một cái tăng phô nguồn và 4 con tụ lọc có công suất tiêu thụ điện là 270W. Và dòng này thì các bác cũng dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau, những dòng loa Nhật, loa Mỹ, loa Âu đánh rất là tuyệt vời. Chiếc đi này thì có mức giá là 52, rất đẹp các bác nhá. Đấy. Còn ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là chiếc đầu CD Denon 1650RE. Đây là mẫu đầu rất là cơ động. Đấy. Nói chính xác hơn là đa năng. Các bác vừa nghe đĩa CD này, các bác vừa sử dụng bộ giải mã DAC, tức là các bác có thể sử dụng nguồn phát ở trên mạng ấy, thì các bác có thể sử dụng bộ giải mã DAC này, nó đem đến âm nhạc sẽ trong sạch, bóc tách chi tiết hơn.
Và ngoài ra thì các bác có thể cóp nhạc vào USB, các bác có thể cắm vào đây các bác sử dụng. Như vậy thì các bác thấy đây là chiếc đầu rất là tuyệt vời rồi. Đặc biệt là nó lại giải mã lên tới là 32 bit các bác nhá. Chiếc đầu này thì có mức giá là dưới 20. Và như vậy thì các bác thấy thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ cấu hình này rồi. Và sau đây thì em sẽ đi vào test âm, xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn test âm trên bộ cấu hình này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Trái tim van em được vào, dù tình xót xa chung thân tuyệt đào, ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm canh thận thờ, để lòng mắt dâng tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Mà em không chút hỏi han, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đã lỡ phim say cùng tình này cũng mong lung, tìm em ái khó để anh lạnh trái tim van em được vào, dù tình xót xa chung thân tuyệt đào, ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nắm canh thận thờ, để lòng mắt dâng tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Mà em không chút hỏi han, anh buồn lang thang. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng. Đã lỡ phim say cung tình này cũng mong lung, tìm em ai
ai khóa để anh lạnh lùng.